Người dân cần cẩn trọng khi đăng nhập vào những hệ thống Wi-Fi miễn phí hoặc có mật khẩu dễ đoán. Đây là khuyến cáo được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra. Mật khẩu Wi-Fi vốn được ví như là chìa khóa để có thể bước vào thế giới mạng. Tuy nhiên, theo đánh giá thì người dùng hiện đại vẫn chưa thực sự ý thức cao trong việc bảo vệ thông tin này và thường đặt mật khẩu dễ đoán. Và đây cũng là lý do khiến người dùng có nguy cơ cao bị hack tài khoản. Việc người dùng sử dụng hệ thống Wi-Fi từ các cơ sở dịch vụ như là nhà hàng, khách sạn, sân bay cũng tiềm ẩn những rủi ro tương tự. Vì thế, người dân sẽ cần phải có ý thức trong việc cài đặt mật khẩu cũng như khi đăng nhập vào các hệ thống Wi-Fi công cộng thì không nên chia sẻ các thông tin cá nhân hay là đăng nhập vào các ứng dụng quan trọng như là ngân hàng hay là mạng xã hội.